quý vị, tại SEA Games 32 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể vượt qua đối thủ Thái Lan và chỉ giành được tấm huy chương bạc. Tuy nhiên, với lực lượng là các vận động viên trẻ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang mang lại nhiều hy vọng trong những giải đấu trong tương lai. Và trong chương trình Góc nhìn thể thao số 113 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với cựu tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này. Vâng, xin chào chị Kim Huệ. Có lẽ là đã rất là lâu rồi tôi cũng như là các khán giả của Quý báo Lao động mới có cơ hội để giao lưu với chị. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành thời gian tới báo Lao động của chúng tôi. Xin chào MC Hoàng Huê và xin chào quý khán giả của báo Lao động. Vâng, thưa chị Huệ, có lẽ là tại SEA Games 32 vừa qua chị cũng đã theo dõi màn thể hiện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vậy thì cá nhân chị nhìn nhận như thế nào về màn trình diễn của Thanh Thúy cũng như là các đồng đội ạ? Thực sự vừa rồi SEA Games Việt Nam quá là hay. Và cá nhân tôi, đây là nhận xét riêng của một vận động viên đã từng đánh 7-8 SEA Games, thì tôi nhận thấy rằng là các em trẻ bây giờ rất là cao và chuyên môn rất là tốt. Thực sự là cái SEA Games vừa rồi rất là ấn tượng ở trận chung kết, và giá như chúng ta có cơ hội thắng được cái hiệp 4 đấy thì cũng chưa biết tình hình sẽ như thế nào. Vâng, vậy thì như chị đã nói là chị rất là ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ. Vậy thì không biết là có một cái vận động viên nào mà chị ấn tượng nhất tại SEA Games vừa qua? Mình rất là ấn tượng Thanh Thúy. Thực sự bạn ấy rất là tiến bộ về chuyên môn cũng như là về kỹ thuật. Cũng có thể là cũng một phần là bạn ấy được đi đánh bên Nhật, thành ra là bạn ấy cũng được nâng cao cái chuyên môn lên rất là nhiều. Và gần như là qua SEA Games vừa rồi, bạn ấy cũng là một trụ cột chính trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa rồi. Vâng, và như chúng ta đã chia sẻ từ đầu thì có lẽ là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong cái giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Vậy thì cá nhân chị khi mà đã trở thành một huấn luyện viên của một đội bóng thì chị nghĩ rằng là một cầu thủ trẻ thì chúng ta cần những gì để có thể phát triển cũng như là có cơ hội vào đội tuyển quốc gia? Theo quan điểm cá nhân tôi thì các cầu thủ trẻ bây giờ chúng ta nên cố gắng tự giác và cũng như nỗ lực học hỏi từ những cái đơn giản nhất như là những cái thể lực hay là chuyên môn của các bài tập huấn luyện viên đề ra, thì các em cũng nên là tự giác và ý thức. Tại vì đấy cũng là một phần mà các em tự khẳng định để mà đưa tên tuổi các em ấy, cũng như là khẳng định được cái chuyên môn của mình để có thể vươn ra những cái tiến xa hơn, sẽ được sự quan tâm của các câu lạc bộ các nước nhìn đến và sẽ tuyển chọn để đi tham gia thi đấu cho các câu lạc bộ quốc tế. Và tôi cũng rất là mong các em trẻ bây giờ làm được những cái điều mà vận động viên thế hệ bọn tôi chưa làm được, đấy là được xuất ngoại nhiều hơn nữa, cũng như khẳng định được cái đưa chuyên môn bóng chuyền Việt Nam ra vươn tầm ra châu lục. Vâng, và như chị Huệ vừa mới đã nói rằng là dường như là đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta đã được nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Vậy thì cá nhân chị cảm thấy như là để có thể phát triển được nhiều hơn và được sự quan tâm của các khán giả nhiều hơn thì chúng ta cần phải hoàn thiện điều gì trong cái quá trình mà phát triển và đi lên? Rất là mong muốn là các cầu thủ trẻ sẽ được cọ sát, thi đấu cũng như là đi các cái giải quốc tế rất là nhiều. Thì chỉ có như thế thì các cầu thủ trẻ mới có những cái kinh nghiệm, cái bản lĩnh cũng như cái chuyên môn nó phát triển hơn, và cũng như là hội nhập được những cái kỹ thuật, chiến thuật hiện đại tân tiến nhất bây giờ. Vâng, và như chúng ta đã thấy rằng dường như trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy có lẽ là một cái tên rất là nổi bật và chị có rất là nhiều cái lợi thế khi mà được xuất ngoại. Và chúng ta cảm tưởng như, không biết chị Huệ có nghĩ giống như tôi không, đấy là cái số lượng cầu thủ mà được xuất ngoại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta dường như đang rất ít, đúng không ạ? Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy như thế. Mà thực sự là bây giờ là cơ chế rất là mở và các em có rất là nhiều lợi thế khi mà các em được vươn ra đánh quốc tế. Tôi nhận thấy rằng là nếu như mà ai cũng nhìn vào cái gương của Thanh Thúy, Ngọc Hoa để mà được xuất ngoại như thế thì các em cần phải nỗ lực và cố gắng rất là nhiều, cũng như khẳng định bản thân và khẳng định cái chuyên môn của bóng chuyền Việt Nam ta đã vươn ra được đến tầm khu vực rộng hơn là ở trong nước. Vậy thì không biết là trong cái thế hệ lực lượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại thì chị Kim Huệ có cảm thấy là những cầu thủ nào có hy vọng tương lai sẽ được xuất ngoại ra nước ngoài không ạ? Thực ra bây giờ các bạn trẻ, ví dụ chẳng hạn như là bạn phụ công Thủy này, Luyến này, các bạn cũng rất là cao. Mà trong khi đấy thì tuổi đời các bạn cũng rất là trẻ. Thành ra mình nghĩ rằng là các bạn có cái tương lai rất là dài và cũng như cơ hội rất là nhiều. Thì các bạn trẻ bây giờ ở đội tuyển Việt Nam SEA Games 32 vừa rồi, mình cảm thấy các bạn thi đấu rất là tốt. Nếu như có cơ hội các bạn trau dồi hơn nữa cũng như là cố gắng hơn nữa thì cái cơ hội của các bạn ấy còn rất là nhiều và rất là rộng mở.
Vâng, dường như là cả lực lượng cũng như là sự quan tâm của bên phía lãnh đạo đang rất là ủng hộ cái việc phát triển của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và dường như là tôi cảm thấy cái việc đầu tư vào bóng chuyền của chúng ta hiện tại cũng đang dần phát triển lên. Vậy thì không biết là để có thể bóng chuyền nữ Việt Nam phát triển ra tầm cỡ châu lục cũng như là khu vực thì chúng ta cần cái những điều kiện gì theo góc nhìn của chị Huệ ạ? Theo quan điểm đánh giá của cá nhân tôi thì tôi luôn luôn mong muốn là các bạn trẻ sẽ được tham gia các cái giải đấu quốc tế nhiều hơn nữa, được đi thi đấu cọ sát cũng như là học hỏi chuyên môn, hoặc là cũng có thể là chúng ta có điều kiện chúng ta cũng có thể cho các bạn đi tập huấn để học hỏi những cái kỹ chiến thuật cũng như là những cái hiện đại nhất của bóng chuyền bây giờ. Tại vì với một cái lứa cầu thủ trẻ và cao như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phát triển rất là xa và phát triển mạnh hơn nữa. Và tôi rất là hy vọng là các em sẽ làm nên những cái điều mà các chị chưa từng làm được, đó là chưa bao giờ đạt được huy chương vàng của SEA Games. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng vào các bạn rất là nhiều. Không biết là cái việc mà chưa từng đạt được huy chương tại SEA Games có phải là điều tiếc nuối lớn nhất trong cái sự nghiệp làm cầu thủ bóng chuyền nữ của chị Kim Huệ không ạ? Tôi thì tiếc nuối nhiều lắm. Cái thời của tôi, cái thứ nhất là cái cơ chế không mở như bây giờ. Tôi cũng không có cơ hội được tham gia thi đấu ở các câu lạc bộ quốc tế. Nghĩa là với một cái vận động viên là điều mong muốn nhất là được xuất ngoại để đi thi đấu, thì cái điều đấy là tôi vẫn chưa được làm. Và tôi cảm thấy rằng là tôi rất luôn luôn mong muốn rằng là các thế hệ cầu thủ trẻ bây giờ sẽ thay các đàn chị là sẽ được xuất ngoại nhiều hơn ở các cái đấu trường quốc tế cũng như là ở các nước trên khu vực quốc tế. Và đấy là cái điều mà mong muốn của các đàn chị đi trước, là luôn luôn mong muốn các em sẽ phát huy mạnh hơn các chị. Và như chúng ta đã nói thì trong cái khu vực Đông Nam Á hiện tại thì Thái Lan có lẽ là cái đối thủ lớn nhất đối với bóng chuyền nữ Việt Nam. Vậy thì chị Huệ cảm nhận như thế nào về cái sự cạnh tranh của Thái Lan cũng như là các đội tuyển bóng chuyền nữ khác trong khu vực của chúng ta? Thật ra nếu nó xét về góc độ con người chuyên môn, mình cũng không hề thua kém gì Thái Lan. Nhưng nếu góc độ phát triển, về cũng như là bây giờ hiện thời buổi bây giờ là rất là hiện đại, phát triển về công nghệ số, thì mình cá nhân mình nhận thấy rằng là Thái Lan họ phát triển cũng như là đầu tư cho đội tuyển bóng chuyền từ rất lâu rồi, từ những cái nhỏ nhặt nhất như là thống kê, rồi là những cái mà để giúp cho đội tuyển cũng như giúp cho từng cá nhân hiểu được cái vị trí và những cái lối đánh, rồi những cái kỹ thuật. Thành ra là mình thấy rằng là Thái Lan là một đất nước họ phát triển và họ đi trước mình. Chứ còn về con người và cũng như là về chuyên môn thì cá nhân tôi nhận định rằng là mình còn cao hơn họ cơ, và thậm chí là chuyên môn cũng ngang ngửa. Thế nhưng mà cái mà để mà gắn kết được như họ ấy, thì thực sự là cũng chưa có, là vì đội tuyển Thái Lan của họ là gần như là ăn tập hàng ngày như một câu lạc bộ luôn. Còn mình thì chỉ khi nào có giải thì mới tập trung, và cái thời gian tập trung ấy nó cũng quá ngắn để mà phối hợp đội hình rồi là phối hợp nhuần nhuyễn như là đội hình của Thái Lan. Vâng, và có lẽ là trong cái giai đoạn mà trẻ hóa lực lượng như bây giờ thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cần phải có thêm thời gian để có thể thi đấu nhuần nhuyễn hơn, cũng như là sự kết hợp của các cầu thủ có thể trở nên hoàn thiện hơn. Và câu hỏi cuối cùng dành cho chị Kim Huệ đấy là trong cái giai đoạn trẻ hóa lực lượng này, chị cảm nhận là chúng ta sẽ có thuận lợi như thế nào và khó khăn như thế nào trong giai đoạn sắp tới ạ? Thực ra thì cá nhân tôi nhận định rằng là bóng chuyền bây giờ ngày càng một phát triển. Lãnh đạo các cấp cũng như là câu lạc bộ cũng rất là quan tâm đến bóng chuyền, đầu tư rất là mạnh. Còn cái khó khăn ý thì tất nhiên là về cái tham gia thi đấu quốc tế của từng giải cũng như là từng cái cấp độ, thì cái đấy vẫn là một cái khó khăn đối với đội tuyển quốc gia của chúng ta hiện tại bây giờ. Thì tôi mong muốn rằng là cá nhân tôi luôn luôn mong muốn các em sẽ được đi thi đấu cọ sát nhiều hơn, và cũng như là có nhiều cầu thủ xuất ngoại nhiều hơn để giúp cho nền bóng chuyền của chúng ta ngày một phát triển hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Huệ trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và hy vọng rằng là đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công như mong đợi trong khoảng thời gian sắp tới ạ. Vâng, và thưa quý vị, tới đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Là biết của người Việt thật tuyệt, nhưng tuyệt hơn nữa khi cùng đưa bia quốc dân đến giải vàng hàng đầu quốc tế. Bia Sài Gòn phá vỡ giới hạn cùng nhau. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.